Ha, thì hôm nay chúng ta sẽ học một cái phần đó mà nó tên là giao thoa sóng, được chưa? LT, được chưa? Nói chung là hôm nay chúng ta tìm hiểu lý thuyết về nó thôi. Giao thoa sóng cơ nha. Hôm nay là giao thoa sóng cơ. Tên tiếng Anh của nó là The Interference, được chưa? Of wave. Đó. Cụ thể là chúng ta sẽ học cái sự giao thoa của hai sóng là up to wave. Đó. Và hai sóng này nó phải có điều kiện để nó giao thoa được với nhau. Ok không? Đó thì đầu tiên ha, chúng ta sẽ đi vào cái mục thứ nhất là mình nói về cái định nghĩa 2201, định nghĩa giao thoa sóng cơ, đúng không ạ? Giao thoa sóng cơ. Đó thì mình phải biết nó là gì đã. Mình phải biết nó là gì. Đây. Ok. Đó là cái mục đầu tiên của mình ha. Rồi chúng ta quan sát cho thầy cái thí nghiệm như sau ha. Thầy in đậm này lên. Được chưa? Chúng ta quan sát cho thầy cái thí nghiệm như sau. Thí nghiệm đâu rồi? Thí nghiệm đây. Đó. Bây giờ thầy có hai cái nguồn sóng. Hai cái nguồn sóng này thực chất á, thực chất chỉ là cái nước nó nhỏ giọt xuống mọi người ha. Dạ. Thực chất chỉ là nước nó nhỏ giọt xuống mặt nước và nó làm cho mặt nước bị chấn động, mặt nước bị dao động. Thì mọi người cứ hình dung là cái mặt nước của mình nó là cái mặt này, đúng không? Nguyên cái mặt này và mình đang nhìn thẳng từ trên xuống ha. Mình đang nhìn thẳng từ trên xuống. Và bây giờ thầy sẽ cho hai nguồn nó chảy. Đó, hai nguồn nó chảy. Thì cái này là hai nguồn nó rớt ra cùng một lúc đúng không ạ? Nó rớt ra cùng một lúc và nó sao? À, nó lún xuống mặt nước cùng một lúc. Nếu mà chỉ có một nguồn không á thì mình biết cái hiện tượng rồi đúng không ạ? Để thầy tua lại ha. Nếu mà một một nguồn không á thì nó sẽ tạo ra những vân tròn đồng tâm với nhau, người ta gọi đó là sự truyền sóng, được chưa? Hai gợn lồi liên tiếp đúng không ạ, sẽ cách nhau theo cái phương truyền sóng, mọi người sẽ cách nhau theo cái phương truyền sóng nè, là một lambda, được chưa? Cứ cái gợn lồi này cách gợn lồi kia một lambda đó, cứ cái gợn lõm này cách cái gợn lõm kia một lambda. Thì mình biết rồi, đó là khoảng cách giữa hai điểm cùng pha nhau liên tiếp trên cùng một phương truyền sóng thì cách nhau một lambda. Yeah, chuyện đó bình thường rồi. Nhưng mà chuyện gì xảy ra nếu chúng ta có một sóng giống y chang như vậy nữa? Có nghĩa là có cùng tần số mọi người ha. Đây, thầy sẽ đo tần số của sóng này trước cho mọi người coi. Thầy đo cái dao động của sóng này. Thì mọi người thấy ha, sóng này nó sẽ có chu kỳ là 2 ô, mọi người thấy không ạ? À? Mọi người thấy chu kỳ của nó là 2 ô. Nhìn cho kỹ nha, để thầy stop lại ngay đúng đúng lúc. Từ. Đó. Chưa tới 2 ô, sorry mọi người ha. Chu kỳ của sóng này chưa tới 2 ô và mình có thể tính ra được cái gì mọi người? Được chưa? Mọi người có thể tính ra được cái tần số của nó, đúng không ạ? Nếu mà mình tăng cái tần số lên thì mọi người thấy là cái sóng này đi càng hẹp lại chút. Ủa sao nó không hẹp lại? Được. Frequency max luôn. Đó. Thì mọi người thấy ha, mấy cái này nó sẽ đi hẹp lại một chút để thầy coi coi nó đủ mấy ô. Ừ. Thằng này là đủ một ô nè. Ok chưa? Mọi người thấy không? Nhìn zoom cái này lên nè, để thầy zoom cái này lên, mọi người tính giùm thầy cái chu kỳ cái tần số của sóng này giùm thầy ha. Cái chu kỳ và tần số của sóng này giùm thầy. Được chưa? Đây. Tính giùm thầy coi. Đó, bây giờ nó nói nè, một ô này á là đi cho một giây, đúng không ạ? Một ô này là đi cho một giây. Đó, như vậy thì mình thấy là đây là một chu kỳ luôn chưa? Đây là một chu kỳ luôn chưa? Thì vẽ bằng màu đỏ nha. Ừ, đúng rồi. Đó, mọi người nhìn nha. Nó chính là bằng một chu kỳ luôn nè mọi người ha, một chu kỳ luôn, một chu kỳ dao động luôn. Đó, về chu kỳ của chúng ta là một giây, vậy suy ra f của chúng ta cũng là bằng 1 Hz. Mọi người hình dung chưa? Đó thì bây giờ thầy sẽ có một cái nguồn y chang như vậy nữa mọi người ha. Đó, đó mọi người thấy ha, cái sóng của mình nó có vẻ là cái vân của nó nhuyễn hơn đúng không? Nó đẹp hơn. Đó, bây giờ thầy có thêm một nguồn nữa thì chuyện xảy ra. Đó. Khi mà hai sóng này gặp nhau nó tạo ra một cái hiện tượng cực kỳ đặc biệt. Đó. Được chưa? Trên cái mặt nước là mọi người thấy không?
trên cái mặt nước nó tạo ra một cái hiện tượng cực kỳ đặc biệt. Đây, mọi người quan sát giùm thầy nha, nó sẽ có những cái chỗ nha, mọi người thấy không, đen thùi lùi với lại rất là đậm nè, rất là đậm, rất là đậm, rất đậm, đen thùi lùi xen kẽ rất là đậm, thấy không ạ? Đó vậy ha, mọi người nhìn cái đường này nha, cái đường này người ta gọi đó là đường trung trực của cái đoạn S1 S2. Đây thầy copy qua thầy phân tích cho coi. Đây mọi người nhìn cho kỹ nha. Cái này phải nói kỹ chứ không thôi không hiểu gì hết. Mà không hiểu thì đó là cái việc mà mình không mong muốn khi mà mình đi học, đúng không ạ? Nhìn cho kỹ nè. Đây là thầy gọi nó là nguồn S1 đi. Để cho gọi là source, source cái nguồn á, đúng không? Đây là nguồn S2. Vậy thì nếu mà thầy nối hai thằng này lại với nhau thì tức là thầy đang có được cái gì? À thầy đang có được cái đoạn nối nguồn, đúng không? Thầy đang có được cái đoạn nối nguồn S1 S2. Và đây là một đoạn thẳng cho nên nó sẽ có trung điểm, được chưa? Nếu mà nó có trung điểm thì nó sẽ có đường trung trực. Mọi người hình dung không? Đó, đường trung trực đi qua, đường trung trực sẽ đi qua trung điểm và vuông góc với đoạn thẳng đó, hợp lý chưa? Và vuông góc với đoạn thẳng đó. Đó, thì mọi người quan sát, đây là đường trung trực của S1 S2 và hai nguồn này là hai nguồn mà hai cái giọt nước nó chạm xuống mặt nước cùng một lúc, có nghĩa là nó tạo ra vân cùng một lúc. Ha, hay gọi cách khác là nó dao động cùng pha với nhau. Hợp lý không? Dao động cùng pha với nhau. Thì mọi người coi quan sát giùm thầy cái đường trung trực nó sẽ có hiệu ứng gì ha. Đây, thầy sẽ để cái cây này nè vô cái đường trung trực. Ok chưa? Rồi, tương ứng với nó thì có một cái đường mọi người thấy không? Nó giống như là cái mặt ranh giới đây nè. Có một cái đường nó giống như là mặt ranh giới của hàng quỹ này vậy đó. Mọi người thấy không? À, thấy cái đường đó không? Giống như là ranh giới gì đó. Tại vì chỗ đó mình thấy là nó giống như là một cái đường ngăn cách. Được chưa? Những cái lỗ với nhau vậy đó. Ok chưa? Sao mày lại tới một cái đường nó vậy? Thì cái đường này á thì cái tính chất của nó sẽ giống như cái đường liền nét ở bên đây ha mọi người, giống y chang cái đường trung trực nè, mà nó bị cong thôi. Còn quỹ này nó lại sao? Nó lại có một cái ranh giới, đúng không ạ? Nó lại có một cái ranh giới ở đây. Đó, ở đây là một cái ranh giới. Được chưa? Còn quỹ này á là một cái thằng mà giống như cái đường trung trực. Đó, mọi người quan sát kỹ nha. Và thầy sẽ để cái đồ đo, đúng không ạ? Cái đồ đo dao động ha, người ta gọi đây là dao động ký. Được chưa? Dao động ký có nghĩa là nó sẽ ghi lại dao động của cái phần tử tại chỗ đó. Ok không? Đó. Ký mà giống như giấy mèn phiêu lưu ký có nghĩa là ghi lại, đúng không ạ? Hành trình của giấy mèn đó. Ok rồi, thầy để một cái nó ở cái đường liền nét, còn thầy để một cái ở cái đường đứt nét. Hình hình dung không? Nhìn cho kỹ nha. Thì bây giờ thầy mới cho nó dao động để mình coi nè, được chưa? Đó thì mọi người thấy cái thằng mà liền nét mà thầy vẽ đó, nó dao động rất là mạnh, được chưa? Nó dao động rất là bố đời luôn. Nhưng mà cái thằng mà sao, cái thằng mà thầy để vô đây nè, được chưa? Nó dao động rất là yếu. Nếu mà thầy chọn đúng chỗ thì có khi là nó không dao động luôn rồi nha. Cái này thầy chọn hơi sai chỗ một chút đó mọi người nha, dao động rất yếu hoặc là không dao động luôn, cày thế. Để thầy chọn được chỗ đó rồi đó, mọi người nhìn thấy cái sự dao động của nó rất là yếu luôn, được chưa? Ngoi lên lặn xuống, ngoi lên lặn xuống rất là yếu. Đó là cái thằng màu bạc này nè. Đó thì tức là sao, tức là khi mà hai sóng gặp nhau á mọi người, nó tạo ra những cái thằng, được chưa? Có những thằng dao động với biên độ cực mạnh luôn, được chưa? Đó cũng có những thằng coi như là nó diss nhau nó mất luôn, được chưa? Nó giống như là hai dao động cùng biên độ mà gặp nhau mọi người ha. Nhớ nhớ cái bài tổng hợp dao động không? Hai dao động cùng biên độ mà cộng lại với nhau thì có khi nó thành A mắc, có khi nó thành A min. Nhớ cái đó không nhỉ? Cái đó mình sẽ phân tích sau. Nhưng mà cái hiện tượng thì mọi người ghi giùm thầy cái thằng thứ nhất đây, định nghĩa giao thoa sóng cơ. Ok. Rồi, bây giờ thầy sẽ ghi đây. Giao thoa sóng cơ đầu tiên ha, giao thoa sóng cơ. Thầy đánh máy đi ha cho nó nhanh nhỉ. Thầy nghĩ là thầy đánh máy thì nó sẽ nhanh hơn đấy. Là ghi đây. Giao này lý thuyết mà cho nên thầy sẽ đánh máy. Thầy sẽ tắt này đi. Được chưa? Giao thoa sóng cơ mọi người ha. Giao thoa sóng cơ là hiện tượng, được chưa? Hai
hai sóng kết hợp gặp nhau, ok chưa? Hai sóng kết hợp, ok đó. Nhưng mà nó, mọi người phải lưu ý giùm thầy là nó gặp nhau, ok chưa? Nó phải gặp nhau thì nó mới giao thoa, hợp lý chưa? Rồi cái đầu tiên nè, nếu mà hai sóng tại đó đó mà cùng pha nhau á, mọi người nhớ hai cái dao động mà nó cùng pha nhau á, thì biên độ dao động tổng hợp của nó sẽ mắc hay min không? Trả lời cho thầy coi. Khi hai dao động trong cái bài toán tổng hợp dao động á, mà khi hai dao động mà nó cùng pha nhau á, thì tổng hợp lại thì nó sẽ có biên độ mắc hay min. À vậy cả má max nhớ nhớ nhau à, nhớ không? Đây thầy nháp nháp lại cho mọi người coi nè. A của mình á nó sẽ chạy từ A max, lộn, nó chạy từ A min cho tới A max, được chưa? Đó. Vậy mắc khi nào? Mắc khi A1 cùng phương cùng chiều với A2, hay nói cách khác là hai dao động này cùng pha nhau, được chưa? Đó. Còn min khi nào? Min khi nó diss nhau, tức là A1 cùng phương nhưng ngược chiều với A2, nhớ nào? Đó, thì thằng này nó tương tự thôi vậy. Đó, hai sóng cùng pha nhau, cùng pha gặp nhau đó, thì nó làm gì? Nó diss nhau hay nó triệt tiêu nhau hay nó tăng cường nhau mọi người? Khi hai sóng mà nó cùng pha nhau, nó gặp nhau thì nó sẽ tăng cường nhau, đúng không ạ? Tăng cường nhau thì nó sẽ tạo ra cái gì? À, nó sẽ tạo ra, người ta gọi tên nó là cực đại giao thoa, ok chưa? Cực đại giao thoa là cái thằng này nè, cái thằng dao động với độ bố đề nè, đây cái thằng gì 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 giật màu đen này nè, thấy không? Người thấy không đó, người ta thằng gọi thằng này là cực đại giao thoa, hợp lý chưa? Rồi tiếp nha. Đó thì hình ảnh mọi người ha, thì mình có cái thứ hai là cái gì, là tập hợp, đúng mà, người ta gọi là quỹ tích đó. Tập hợp điểm thì người ta gọi cái tên, gọi là tên thuật ngữ của nó là quỹ tích, đúng mà, quỹ tích các điểm cực đại giao thoa là những đường, được chưa? Là những đường, mọi người cứ viết cái tên đường này giùm thầy trước ha. Tên đường này là hyperbola, mọi người biết không? Hyperbola, chắc chắn là mọi người không biết cái đường này, nhưng mà tí nữa thầy sẽ cho mọi người hiểu được tại sao nó là đường đó ha. Hoặc là đường thẳng, được chưa? Tại vì ha, cái thằng cực đại á, nó là đường chung trực, đúng mà, cho nên nó có thể là đường thẳng nữa, đúng không? Đó. Được chưa? Được mô tả bằng đường thẳng, hyperbola hoặc đường thẳng, được chưa? Mô tả bởi đường liền con nhà bà nó nét, ok không? Đó, ok chưa? Mô tả bởi đường liền nét, được chưa? Đường hyperbola hoặc là đường thẳng nhưng mà liền nét, nhớ giùm thầy nha. Đó, đó là cái thứ nhất mà mọi người cần nhớ. Và cái thứ hai nè, tương tự như vậy, nếu hai sóng mà ngược pha mà gặp nhau, mọi người nhớ hai dao động ngược pha gặp nhau không? Hai dao động ngược pha gặp nhau thì biên độ của nó đó mọi người ha, biên độ của nó sẽ bằng gì? Đọc cho thầy coi. Hai thằng dao động ngược pha gặp nhau thì biên độ amin của mình bằng gì? Đọc coi, đọc nha. Nó sẽ là tổng hay là trị tuyệt đối hiệu nha? À, nó sẽ là tổng hay trị tuyệt đối của hiệu? Nó là trị tuyệt đối của hiệu, nhưng xui thay, đúng không ạ? Nhưng xui thay là hai nguồn này dao động cùng pha mất rồi, lộn, cùng biên độ mất rồi, cho nên là biên độ của hai thằng bằng nhau thì trừ nhau bằng zero, đúng không ạ? Bằng zero mọi người ha. Thì khi mà nó bằng zero có nghĩa là nó sao? À, nó còn dao động không? Nếu mà dao động điều hòa mà có biên độ bằng zero là coi như gì? Coi như nó bị sao nhỉ? À, nó bị đứng yên, đúng không ạ? Đó, triệt tiêu nhau tạo thành những cực tiểu giao thoa, ok chưa? Đó, cực đại giao thoa có nghĩa là dao động với biên độ 2A nhỏ đó mọi người ha. Tí nữa mình sẽ nói cái này sao, cái này không cần ghi. Còn này là dao động với biên độ bằng không, với biên độ là không, tức là không dao động mọi người ha, tức là đứng yên. Đó, thì bây giờ quan sát quỹ tích các điểm cực tiểu giao thoa cũng là những đường hyperbola luôn, ok chưa? Không có đường thẳng mọi người ha, mình chỉ học hai nguồn cùng pha thôi cho nên nó không có đường thẳng. Mô tả bởi đường đứt con nhà bà nó nét, được chưa? Đó,
Bây giờ thầy sẽ highlight này lên. Được chưa? Đó, này là hai sóng cùng pha gặp nhau nè. Còn này là hai sóng ngược pha gặp nhau nè. Đó. Này là tăng cường nhau nè. Còn này là triệt tiêu nhau nè. Được không? Đó. Đây là định nghĩa của giao thoa sóng cơ. Dạ, thì mọi người có thể coi qua cũng được, không cần ghi, đúng không? Đó, không cần ghi thì hơi phải phải nhớ luôn, đúng không? Phải nhớ luôn. Đó. Rồi, bây giờ quay lại với cái hình một chút nha mọi người ha. Đó, chắc là mọi người không cần phải ghi lắm đâu. Đây, mọi người nhìn lại cái hình này. Đó mọi người ha, thấy quỹ tích của cái đường này nè, của cả cái đường này ha, thì để dọc theo cái đường này cũng vậy. Nó cũng dao động với biên độ rất là mắc. Sở dĩ đi ra xa cái biên độ của nó nhỏ lại là do hiệu ứng gọi là bị hiệu ứng bị giảm biên độ sau khi truyền đi xa thôi chứ không có gì hết, đúng không ạ? Đó. Rồi, bây giờ nếu mà thầy để đây, thầy không để ở giữa nữa. Mọi người nhìn cái hình nè. Đó, thầy không để ở giữa nữa mà thầy để bên đây hoặc thầy để bên đây. Được chưa? Thì nó còn dao động với biên độ cực đại không? Xin thưa là có, đúng không ạ? Tại sao? Nhìn đây. Đây. Vẫn dao động với biên độ cực đại như bình thường. Được chưa? Còn nếu mà thầy để thằng này ở đây thì nó vẫn dao động với biên độ cực tiểu như thường. Mọi người thấy không ạ? Đó, nguyên cái đường vậy nè. Đó, nó cong queo vậy nè. Được chưa? Người ta gọi là hyperbola. Được chưa? Tại sao thì tí nữa mình khai triển toán học thì mình mới hiểu được tại sao nó là hyperbola. Tại vì cái thuật ngữ hyperbola này là thuật ngữ của toán học mọi người ha. Rồi, nếu mà thầy để thằng này ở đây thì nó vẫn dao động với biên độ cực đại. Tại vì nó nằm trên đường hyperbol cực đại. Mọi người thấy cái đường méo méo đâu? Đó cái đường này nè. Đó nguyên cái đường này nè. Đó méo xeo rồi đúng không ạ? Người ta gọi đường đó là đường hyperbol. Đó quay trở lại. Còn nếu mà thầy để thằng này ở bên đây thì nó vẫn dao động với biên độ cực tiểu. Được chưa? Đó, nhưng mà thầy để sai chỗ cho nên là nó không có đứng yên. Cày thế nhờ. Nói chung là nó vậy đó mọi người ha. Chứ thầy cũng không biết làm sao để tìm chính xác cái điểm mà đứng yên được. Tương đối thôi. Được chưa? Tương đối thôi. Ôi dạ dạ dạ. Ok chưa? Tương đối ha. Rồi, dao động với biên độ rất nhỏ hoặc đứng yên. Rồi, đó là cái định nghĩa giao thoa sóng cơ. Bây giờ mình bắt đầu mình khảo sát nó như sau mọi người ha. Đây mọi người nhìn thấy rõ không, cái này nó hơi nhiều ô ly một chút, để tí nữa thầy vẽ thôi chứ không có gì hết. Đây bây giờ thầy vẽ nè, thầy sẽ vẽ những cái vòng tròn, đúng không ạ? Thầy sẽ vẽ những cái vòng tròn đồng tâm, có nghĩa là sóng do một nguồn phát ra đó, hợp lý không? Đây là sóng do một nguồn phát ra nè, được chưa? Rồi đố mọi người nha, độ chênh giữa hai bán kính liên tiếp là bao nhiêu? Độ chênh giữa hai bán kính liên tiếp nó sẽ là cái gì mọi người ha? Biết không? Độ chênh giữa hai bán kính liên tiếp nó là gì? Chính là lambda mọi người ha. Có nghĩa là nói chung là khoảng cách giữa hai cái gợn lồi liên tiếp thôi. Thấy gì đâu? Đó, thầy sẽ vẽ. Vậy cho hết thanh xuân. Thôi mọi người chiêu thôi mọi người ha, nhìn thầy thôi. Được chưa? Nhìn thầy vẽ thôi. Không ai mà rảnh như thầy đâu cho nên là mọi người cứ nhìn đi. Cái này là đang giống như kiểu ASMR RM gì đó đúng không ạ? Ở chiêu đi. Bật bài nhạc nữa là lo-fi luôn. Đây. Rồi vẽ đây không được rồi nha, để thầy vẽ thêm một cái dòng nữa thôi. Đây nha, chết vẽ đó không được, vẽ từ bên đây sang. Chết ở kìa. Con bị OCD thầy vẽ cho lại nha, nhưng mà tức gì trời,
Vậy vậy là quá hợp lý rồi. Nghe là mọi người, khi hai vòng tròn này mà nó gặp nhau, mọi người nhìn nha. Ok chưa? Hai sóng này mà nó gặp nhau thì chuyện gì xảy ra, mọi người nhìn cho thầy đi. Hợp lý chưa? Nhìn nha. Đó, khi hai sóng này gặp nhau thì nó sẽ tạo thành những gì? À, những cái điểm mọi người nha, nhìn những cái điểm này giùm thầy nè. Đó, xích. Đó, những cái điểm này mọi người ha, những cái điểm này là những điểm mà hai sóng, hai cái vân lồi á, đúng không? Hai cái gợn lồi nó gặp nhau, thì hai cái gợn lồi mà nó gặp nhau thì nó sao? Nó tăng cường lẫn nhau mọi người ha, nó tăng cường lẫn nhau. Hai gợn lõm gặp nhau cũng tăng cường lẫn nhau, được chưa? Đây là những cái chỗ hai, cái chỗ dưới đây là chỗ hai gợn lõm gặp nhau nè, mọi người hình dung không? Thì chỗ đó vẫn là chỗ, chết rồi, chỗ đó vẫn là chỗ cực đại giao thoa nha mọi người. Cái chỗ hai gợn lõm gặp nhau thì đó cũng là chỗ cực đại giao thoa, tại vì miễn sao nó tăng cường lẫn nhau thì nó là cực đại giao thoa, được chưa? Chỉ có cái là nó đang đi ra biên âm thôi, hình dung không? Đó, nó tăng cường lẫn nhau rồi thì nó sẽ tạo thành, đầu tiên là đường chung trực là một đường cực đại trước, được chưa? Đường chung trực phải là một đường cực đại trước đó, hợp lý chưa? Rồi tiếp ha, bây giờ thầy mới nói cái cực đại tiếp theo. Mà cái cực đại tiếp theo là cực đại dày đó, những cái điểm màu đỏ này nó sẽ hợp lại với nhau, những cái điểm màu đỏ này nó bắt đầu hợp lại với nhau và nó tạo thành cái gì? À, một cái gợn lồi tiếp, đúng không? Không phải gợn mà gọi là vân, đúng không? Một cái vân cực đại tiếp theo đó, giống như cái thằng mấy thằng màu đỏ bên đây thôi, được chưa? Đó thì người ta gọi nó, tên nó là gì nhỉ? Cực đại giao thoa nhưng mà hình hyperbole. Nhưng mà thầy dễ thì chỗ này nó hơi căng thẳng một chút nha mọi người, cho nên là thông cảm. Ai bị OCD thì OCD thôi chứ. Cày thế nhỉ. Chứ thầy cũng không biết sao nữa. Chắc được rồi đó, không sao đâu. Đó, đây là cái hyperbole. Đây là cái hyperbole cực đại tiếp theo, hình dung chưa? Đó, và mọi người nhìn nhìn thầy, rồi rồi mọi người nhìn sau đi, mọi người nhìn sau đi ha. Rồi tiếp ha, thầy vẽ thêm một cái cực đại tiếp theo nữa, cực đại tiếp theo nữa, khỏi phe đây, vẽ một bên ha, bên kia nó sẽ đối xứng ha, bên kia nó sẽ symmetry qua rồi chứ không có gì hết. Chết rồi. Cuộc sống này thật mệt mỏi. Đó, được chưa? Thành không khóa tập đồ. Đó, tiếp theo ha. Mình sẽ có những cái đường cực đại tiếp theo. Trời ơi, công quá. Thôi kể đi ha. Thôi, mỏi mệt mỏi rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ tiếp thôi. Đó, mọi người hiểu không? Đó, và nghe nè mọi người. Mọi người thấy những gợn hyperbole này nó chỉ tồn tại ở đâu? À, nó chỉ tồn tại ở giữa, đúng không ạ? Ở giữa, ở trong khoảng đoạn nối nguồn thôi. Tức là các vân cực đại giao thoa hay là cực tiểu giao thoa. Nếu mà cực tiểu thì có nghĩa là mình vẽ ở giữa nè mọi người ha. Cực tiểu là sao? Cực tiểu là tự nhiên một cái gợn lồi gặp một cái gợn lõm, mọi người hình dung không? À, một cái gợn lồi nó gặp một cái gợn lõm, nó sẽ tạo thành một cái cực tiểu, được chưa? Tại vì đang lồi xong thằng kia lõm thì hai thằng sao, hai thằng pẹp nhau cái thành bằng phẳng luôn, được chưa? Thì mọi người hình dung ha, đây ví dụ như chỗ này đi chẳng hạn, được chưa? Mọi người thấy chỗ này không? Đó, nó là gợn lồi của thằng một, nhìn cho kỹ nha, nhìn nè, thằng một nè, thằng hai nè, cái chỗ màu xanh dương mà thầy mới chấm này thấy không?
Nó là gợn lồi của thằng 1, nhưng nó lại nằm giữa hai gợn lồi của thằng 2. Mà nằm giữa hai gợn lồi của thằng 2 là gợn gì mọi người? Nghe nè, nó nằm trên gợn lồi của thằng 1, nhưng nó lại nằm giữa hai gợn lồi của thằng 2, tức là nằm trên gợn gì? Giữa hai gợn lồi, có nghe là, giữa hai gợn lồi là giữa hai cái biên dương, là một cái biên âm đúng không ạ? Đó, mọi người nhìn qua không? Giữa hai cái biên dương nè, chính là một cái biên âm, chính là một cái hõm sóng ha. Đó, giữa hai đỉnh sóng là một hõm thôi. Đó thì đó thằng này cũng vậy. Ở thằng này cũng vậy, thằng này cũng vậy, thằng này cũng vậy. Thằng này cũng vậy, thằng này cũng vậy. Đó và nó hợp với nhau thành một cái hyperbol mà mình mô tả nó là một cái hyperbol đứt nét. Được chưa? Đó và nó nằm sao? À, nó nằm giữa hai cái hyperbol cực đại. Đó, nó nằm giữa hai cái hyperbol cực đại. Đó, tiếp theo mình cũng có đường cực tiểu ha. Đó, vẫn có một cái đường cực tiểu tiếp theo. Nó vẫn nằm giữa hai cái hyperbol cực đại. Được chưa? Đó. Ở nằm giữa hai hyperbol cực đại. Và những vân này ha mọi người, nhớ giùm thầy, những vân này nó chỉ xuất hiện trong khoảng giữa, trong cái vùng không gian giữa, được chưa, hai nguồn thôi. Chúng ta chỉ xét trong khoảng giữa vùng không gian hai nguồn thôi. Ở đó hai sóng đã gặp nhau một cách ổn định rồi đúng không ạ? Nó tạo ra những hyperbol lồi và lõm. Tuyệt vời, tuyệt vời chết liền luôn. Được chưa? Rồi dễ mà muốn mù con mắt. Rồi mù rồi mọi người ha. Đó nhìn ha. Đó được chưa? Rồi bây giờ mọi người quan sát giùm thầy nha, có một cái thông tin cực kỳ quan trọng trên đoạn nối hai nguồn đây. Được chưa? Trên đoạn nối hai nguồn nè, mọi người thấy trên đoạn nối hai nguồn không? Thì mọi người nhìn nha, hai vân màu đỏ liên tiếp, mọi người nhìn 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 nhìn, nhìn, nhìn. Hai hai cái điểm màu đỏ liên tiếp trên đường nối nguồn. Sorry, không biết sao để thoát ra này. Từ từ, mọi người nhìn thầy nè, hai cái điểm màu đỏ liên tiếp trên đoạn nối nguồn. Chưa? Đó. Nó sẽ cách nhau bao nhiêu lần của cái bán kính này? Bao nhiêu lần của cái lambda này? À, hai cái hàm màu đỏ liên tiếp mọi người thấy không? Đó, hai cái viên màu đỏ liên tiếp này nó sẽ cách nhau chỉ một nửa lambda thôi. Giờ hai cái cục màu đỏ này nó chỉ cách nhau một nửa lambda thôi. Hai cái cục màu đỏ này nó chỉ cách nhau một nửa lambda thôi. Rồi à, hai cái cục màu đỏ liên tiếp nó chỉ cách nhau một nửa lambda thôi. Còn sao? Còn một cục màu xanh với một cục màu đỏ thì sao mọi người? Ha. Còn nếu mà một cục màu xanh với một cục màu đỏ thì sao? Nó sẽ cách nhau bao nhiêu lambda? Đó, một cục màu xanh với một cục màu đỏ thì sao? Đó, đúng chính xác ha. Nó chính là lambda chia 4 đó mà, nửa của nửa luôn, bố của nửa luôn. Để cho đó. Và đó là những gì hình ảnh nó mang lại cho mình. Được chưa? Nhưng mà sau khi các nhà toán học mà người ta vẽ ra được cái hình ảnh như vậy đó thì người ta vẫn chưa tin mọi người. Được chưa? Những nhà toán học là những người luôn luôn tự hỏi là ui nó có thiệt là như vậy không, cho nên người ta phải đưa ra mô hình toán học để giải thích nó. Và bây giờ mọi người chú ý cho thầy như sau ha. Thầy ví dụ chúng ta có một cái nguồn sóng SC1, được chưa? SC1 này có phương trình là U1 bằng đi cho A cos omega t, được chưa? Đó coi như pha ban đầu, coi như vứt đi đúng không ạ? Đó bây giờ thầy sẽ cho nó truyền đến điểm M ra, thầy sẽ cho nó truyền đến điểm M bất kỳ, và điểm M này á chắc chắn á là cách nó một đoạn là D, ok không? À cách nó một đoạn là D1 đó. Được chưa? Điểm M cách nguồn một một đoạn là D1 thì đố mọi người viết được phương trình sóng tại M, nhớ cách viết không? Đầu tiên là U1 đó mà truyền đến M thì nó sẽ là A đúng không ạ? Cos omega t, hình dung chưa? Đó, nếu mà truyền đến M thì nó sẽ bị sao? À, chính xác. Trễ hơn M một 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 lượng là trừ 2 pi d1 chia cho lambda. Được chưa? Nhớ cái này không? Trừ 2 pi d1 chia cho lambda, đây là độ lệch pha không gian xuất phát từ delta phi, này là 2 pi d, này là lambda, thì suy ra delta phi của mình á chính là bằng 2 pi d chia lambda.
Do nguồn là S1 cho nên là M sẽ trễ pha hơn, đúng không ạ? Do nguồn là S1 sóng truyền đi có nghĩa là M trễ pha hơn, cho nên chỗ này là dấu trừ. Để cho chỗ này dấu trừ. Đó. Vậy tương tự như vậy mọi người ha, tương tự như vậy thì chúng ta cũng có nguồn S2 có phương trình là U2. Và lưu ý giùm thầy, ở trong chương trình trung học phổ thông lớp 12 chúng ta chỉ xét hai nguồn cùng pha thôi. Ra hai nguồn cùng pha thôi. Cho nên là nó y chang luôn, nó truyền tới M cách nó một đoạn là D2. Nó truyền gì trời? Nó truyền đến M cách nó một đoạn là D2. Mọi người nghe kỹ cái lý thuyết này nha. Bây giờ nó rất là lát. Đó thì nó sẽ ra là A cos omega t trừ 2 pi D2 chia cho lambda. Đó. Không mất tính tổng quát. Thầy sẽ chọn đại một điểm màu hồng cánh sen. Được chưa? Đó, trên mặt nước. Xong sau đó thầy tín hiệu đường truyền đến điểm đó. Ok chưa? Thầy tín hiệu đường truyền đến điểm đó. Đây, thầy gọi nó là D1. Được chưa? Xong sau đó thầy sẽ có D2, không phải hiệu đường truyền, sorry. Nói chung là đường truyền thôi, có hai cái đường truyền đến đó ha. Đây thầy gọi là D2. Hình dung chưa? Đó, và thầy coi coi là khi nào mà điểm M nó là cực đại, khi nào điểm M nó là cực tiểu. Rồi, bây giờ hai sóng gặp nhau tại M rồi thì bây giờ nó làm gì nữa mọi người? Được chưa? Hai sóng đã gặp nhau tại M rồi thì tụi nó đó mà theo giống như tổng hợp dao động, x sẽ bằng x1 cộng x2 đúng không ạ? Đó. Ví dụ như một vật M thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Được chưa? Đó, có phương trình lần lượt là như đây. Thì bây giờ điểm M này đúng không ạ, là một phần tử trên mặt nước, nó cũng thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số là UM1 và U à, lộn U1M và U2M. Cho nên UM nó cũng là tổng của U1M và U2M. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ cộng nó lại. Được chưa? Hồi xưa ở bên tổng hợp dao động á, là hai dao động này khác hẳn nhau về mặt biên độ. Được chưa? Khác hẳn nhau về mặt pha ban đầu, cho nên tính phức tạp của nó rất là cao, cho nên chúng ta phải dời tới kỹ thuật số phức cộng thì nó mới dẻo được, đúng không? Nó mới nhanh được. Được chưa? Nhưng bên đây là hai dao động này có cùng biên độ và có cùng biên độ cho nên chúng ta có thể dùng công thức lượng giác để cộng nó được. Được chưa? Thí dụ nha. Đó thì lấy hai này cộng lại với nhau nè. A là nhân tử chung, bên trong thì còn cos của omega t trừ 2 pi D1 chia đi cho lambda cộng đi cho cos omega t trừ đi cho 2 pi D2 chia cho lambda. Nếu mà người không hiểu sâu được như vậy á, đúng mà là mọi người không làm được bài khó, cho nên thầy bắt buộc phải dạy vậy, đúng mà phải dạy rất sâu. Được chưa? Ở cái bài giao thoa sóng là một trong những cái bài những câu khó, đúng mà. Đó, phải hiểu bên trong. Rồi bây giờ nghe nha, cos cộng cos bằng gì? Cho hỏi đi, công thức lượng giác cos A cộng cos B bằng gì nhỉ? Cos cộng cos ha, câu cửa miệng luôn. Cos cộng cos là chính là 2 cos cos. Có nghĩa là cos của trung bình cộng hai cái cung. Được chưa? Và trung bình hiệu hai cái cung. Hình dung chưa? Trung bình cộng và trung bình hiệu. Nhớ không nhỉ? Đó thì thầy sẽ thế này là hai lần thì đem ra ngoài ha. Trung bình hiệu thì ghi trước, đúng không ạ? Trung bình hiệu thì ghi trước. Thì thầy sẽ lấy thằng này trừ cho thằng này. Đó. Mà thằng này trừ cho thằng này thì nó phải ra là pi đúng không ạ? Gì nữa? Cày thế. Được chưa? Đó, thì nó sẽ là thằng này trừ cho thằng này đúng không ạ? Là trừ đi ha, pi D1 trừ D2 chia đi cho lambda. Chịu chưa? Chịu chưa nhỉ? Không chịu đi. Hãy nói là chịu đi. Chịu chưa? Đó. Nếu mà hai cái cung trừ nhau thì mọi người thấy nè, omega t nè, trừ đi cho 2 pi D1 chia lambda nè, trừ đi cho omega t nè, trừ 2 pi D2 chia cho lambda nè. Được chưa? Đó, xong rồi chia cho 2. Đó thì omega t với omega t mất. Ở đây thì còn là trừ cho 2 pi ra ngoài làm chung nè. D1 trừ cho D2, được chưa? Đó, chia đi cho lambda xong rồi chia 2 nữa, 2 với 2 mất thì nó còn cái này thôi. Được chưa? 2 với 2 bị trung bình cộng mất rồi, bị lấy trung bình, phép lấy trung bình là mất số 2. Đúng không? Hợp lý chưa? Hiểu chưa?
hiểu không? Các bạn, cái cháu. Ok. Mấy bé kia thấy im ru, chết rồi. Rồi, ok. Bây giờ trung bình cộng hai cái cung nè. Trung bình cộng hai cái cung thì omega t cộng omega t là hai omega t, xong sau đó mình chia hai thì nó chỉ còn một omega t. Được chưa? Hai thằng này cộng lại chia hai thì nó là trừ 2πd1. Được chưa? Xong rồi trừ 2πd2 chia đi cho lambda, xong rồi chia hai nữa thì nó sẽ ra là gì? Trừ pi d1 cộng cho d2 chia cho lambda thì nó sẽ là pi mở ra d1 cộng d2 chia cho lambda. Hình dung không? Hình dung không nhỉ? Đó. Đây người ta gọi là phương trình truyền sóng đúng không ạ? Rồi bây giờ nhớ lại một chút, để hai dao động này mọi người ha, nghe nha, để hai dao động này mà tổng hợp được với nhau, mọi người nhớ hồi xưa không? Cái điều kiện để tổng hợp được hai dao động là gì? Đọc cho thầy coi, lỗi thầy cái địa chỉ coi. Điều kiện để tổng hợp được hai dao động là gì? Nhắc lại cho thầy coi, sắp kiểm tra rồi. Được chưa? Đây, đây, vấn đề số 2. LT202 điều kiện để tổng hợp được dao động là gì? Cùng phương cùng tần số thôi đúng không ạ? Điều kiện để điều kiện giao thoa sóng cơ. Hồi trước điều kiện để tổng hợp dao động đúng không ạ? Muốn giao thoa sóng cơ thì nó phải là phải thỏa mãn cái điều kiện của tổng hợp dao động, tại vì nó xài tổng hợp dao động mà đúng không ạ? Đó thì người ta gọi là hai nguồn kết hợp, hai nguồn mà cộng được với nhau, có nghĩa là hai đứa cưới được nhau á. Được chưa? Cái thứ nhất nè, mọi người cần nhớ nè. Đầu tiên là cùng phương dao động. Cùng phương dao động có nghĩa là sao? Đây nha. Cùng phương dao động tức là gì nè, quan sát giùm thầy nè. Đây. Cho hỏi đây là sóng gì? Cho hỏi đây là sóng gì mọi người? Sóng gì đây? Phương dao động nè. Vuông góc với phương truyền nè, đây là sóng gì? Đây là sóng gì nhỉ? Nhắc lại coi. Đúng, đây là sóng ngang. Được chưa? Chính xác ha. Như có hai bạn nghe sao nhỉ? Được chưa? Đây là sóng ngang, phương dao động vuông góc phương truyền sóng. Vậy hai cái sóng này nè, nó phải cùng là sóng ngang hết. Được chưa? Nó phải có cùng phương là phương vuông góc với mặt nước hết thì nó mới tăng cường lẫn nhau được. Thí dụ như một thằng đứng, một thằng nằm thì giao thoa kiểu gì, đúng không ạ? Được chưa? Một thằng đứng một thằng nằm thì không giao thoa được đúng không ạ? Đó. Nó chỉ có gì, nó chỉ có là hai thằng đều là gì, dao động theo một phương hết thì nó mới nó mới nhúng, nó mới tăng cường lẫn nhau hoặc là triệt tiêu nhau thôi đúng không ạ? Nó mới nhấp nhô ngược nhau được chưa? Đó, đó là cái thứ nhất. Đầu tiên là nó phải cùng phương dao động cơ. Được chưa? Thứ hai là nó phải gì? Cùng tần số. Được chưa? Đó. Cùng phương này mọi người, cái sự cùng phương nó được thể hiện trong đây nè, mọi người thấy không ạ? Đây là phương U, đây cũng là phương U, đây cũng là phương U, ok chưa? Tức là phương U là phương dao động đúng không? Đó, nó cùng là chữ U cho nên nó gọi là cùng phương nhau. Còn nếu mà nó khác phương thì phải đặt là U này U kia đúng không ạ? Hoặc là đặt 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 đặt, đặt phương X, phương Y, phương Z này nọ. Còn này nó cùng U có nghĩa là cùng phương, đấy là nó được thể hiện trong phương trình. Đó, trở lại chút. Thứ hai là cùng tần số. Nó phải cùng tần số để chi? Bây giờ mọi người nhìn giùm thầy nè. Rồi. Nó phải cùng tần số để hai cái tần số trong cái hiệu á, trung bình hiệu, mọi người thấy cái trung bình hiệu nào? Đó, nó phải cùng tần số để cho cái trung bình hiệu này nó mất cái tần số đi. Thì khi mà nó mất cái omega đi á thì cái thằng này á nó không phụ thuộc vào thời gian. Còn thằng cos này nó phụ thuộc vào thời gian. Có nghĩa là nó chỉ để lại một thằng cos phụ thuộc vào thời gian thôi, để nó sao, để nó thỏa mãn quy tắc của dao động điều hòa là thằng này là thằng số, sau đó chỉ có một thằng phụ thuộc vào thời gian thôi. Hình dung không? Đó, nó phải thỏa mãn quy tắc của dao động điều hòa. Còn nếu mà nó khác tần số là bên đây cũng có t nè, bên đây cũng có t nè, được chưa? Rồi bên đây cũng có t luôn, rồi ăn cám cả lũ đúng không? Bên đây có t, bên đây có t luôn, là không phải dao động điều hòa nữa rồi, nó dao động vùng què vậy đúng không, là ăn cám cả lũ ha. Đó vậy thì nó phải triệt tiêu nhau cái omega chỗ đó thì nó mới khoái được đúng không, cùng tần số. Tiếp nè, cái chỗ này mới ghê nè, chỗ này mới giải thích mà đứa nào hiểu được á là đứa bro đúng không ạ.
Đó là cái độ lệch pha không đổi theo thời gian. Không có chỗ nào giải thích chỗ này hết đó. Và người ta cũng không hiểu chỗ này là gì để giải thích nữa. Được chưa? Nhưng mà thầy cứ giải thích thôi. Bạn nào hiểu được thì bạn nói bro, đúng mà, còn không thì thôi. Đúng mà. Bạn nào hiểu thì bạn nói là nhất. Được chưa? Rồi. Cày thế nhờ. Nhìn cho kỹ nè. Đây nha. Đầu tiên là cùng tần số một phát á, là quỹ này là ok đúng không? Nó thỏa mãn quy tắc của dao động điều hòa đúng không? Quá là ngon luôn. Thằng này đã là một cái hằng số rồi. Dạ, còn cái lỗ đuôi đằng sau thôi. Đó. Nhìn cho kỹ nha. Cái này rất là khó giải thích đúng không? Thầy cũng khó nói lắm đúng không? Đây nha. Là một điểm trong sóng á mọi người ha, một điểm trong sóng á nó có tới hai cái độ lệch pha. Được chưa? Nó có tới hai cái độ lệch pha. Người ta gọi là độ lệch pha thời gian, là học bắt đầu từ chương 1 là biết rồi. Được chưa? Học từ chương 1 là đã biết có độ lệch pha thời gian rồi. Độ lệch pha thời gian là delta phi bằng 2π delta t chia t đó. Mình hay lấy 360 nhân cho cái tỷ lệ của delta t với t đó nhớ không? Đó. Còn một cái nữa mà mình học bắt đầu từ chương này, người ta gọi là tên của nó là độ lệch pha không gian. Ok chưa? Đó thì nó là delta phi bằng đi cho 2π d chia đi cho lambda. Đây là delta phi space, còn kia là delta phi time. Đó là lý do tại sao cuốn sách thứ nhất của thầy nó tên là Time Stone, còn cuốn sách thứ hai là cuốn sách về sóng ấy, thì nó là Space Stone. Ra đó. Ok không? Đó, độ lệch pha thời gian là delta phi time, còn độ lệch không gian là delta phi space. Và chúng ta biết là cái pha của sóng á nó bao gồm cái gì? Nó bao gồm là omega t nè, là thời gian nè, và cả không gian là 2π d1 chia đi cho 2π d chia cho lambda. Được chưa? Đó. Nếu mà chúng ta lấy delta phi á, thì chúng ta sẽ có là omega t2 trừ cho t1 chẳng hạn, trừ đi cho 2π d2 trừ cho d1 chẳng hạn. Đúng không? Nè, thằng này số 1. Xem thằng số 2 ở trên nữa. Xong lấy thằng số 2 trừ cho thằng số 1. Thì nó ra vậy đúng không? Đó, được chưa? Rồi, bây giờ để cho thằng này á mà nó không đổi á. Hình dung không? Để cho thằng này nó không đổi á mà nó đã cùng omega nha. Quên. Gọi là gì ta? Để cho thằng này không đổi. Bây giờ để cho thằng này không đổi thì bây giờ mọi người lưu ý là nó có thể thay đổi thằng này một lượng là cộng 2 đi. Thí dụ thằng này cộng 2π đi. Thì thằng này trừ 2π. Được chưa? Thì nó có phải bằng không không? Để cho thằng này không đổi tức là nó bằng không. Nó bằng một hằng số đi. Cày thế nha. Nó bằng một hằng số theo thời gian. Được chưa? Thì nếu mà thằng này là 2π, thằng này trừ 2π thì nó bằng không. Rồi nếu mà thằng này là 3π. Được chưa? Đó. Thằng này là gì? Là trừ 3π thì nó vẫn bằng không và nó không đổi thời gian. Nhưng mà nó vi phạm một nguyên tắc mọi người ha, nó vi phạm một nguyên tắc là gì? Là nó phải có độ lệch pha về mặt thời gian này nè, nó không đổi thời gian luôn. Tức là thằng này luôn luôn phải là 2π luôn. Được chưa? Thằng này phải luôn luôn là 2π. Ok chưa? Khó giải thích đấy. Được chưa? Thằng này phải luôn luôn là 2π thì lúc đó omega của mình nó mới sao? Nó mới không đổi được. Hình dung không? Thôi, được chưa? Nói chung là bạn nào hiểu được cũng phải pro lắm đúng không? Tại vì nó bị chi phối, mọi người cứ biết là nó bị chi phối bởi hai thứ ha, phải hai bởi hai thứ là độ lệch pha không gian và độ lệch pha thời gian đó. Mà khi này mà muốn cái độ lệch pha không đổi á đúng không, thì nó dễ lắm đúng không? Nó có thể có trường hợp là gì? Đây, muốn độ lệch pha nó không đổi thì có thể là gì? Độ lệch pha độ lệch pha toàn phần không đổi. Được chưa? Cái thứ hai là gì? Là độ lệch pha theo thời gian không đổi. Thì độ lệch pha theo thời gian không đổi thì nó sẽ dẫn đến độ lệch pha theo không gian không đổi luôn. Độ lệch pha theo không gian cũng phải không đổi luôn.
ra phải không đổi luôn đó. Vậy thì nếu mà nó là cái điều kiện đầu tiên đầu ở trên đây nè, là độ lệch pha toàn phần không đổi á, thì nó sẽ bị một cái hiệu ứng là độ lệch pha theo không gian, theo thời gian thay đổi bao nhiêu thì độ lệch pha theo không gian thay đổi bấy nhiêu, thì cái đó giao thoa sóng không được. Được chưa? Nếu độ lệch pha thời gian thay đổi bao nhiêu và độ lệch pha không gian thay đổi bấy nhiêu thì độ lệch pha toàn phần vẫn không đổi, tuy nhiên nó vẫn không thể giao thoa sóng được. Hình dung không? Đó, đó là người ta gọi là độ lệch pha toàn phần không đổi. Còn nếu mà khi mà thầy nói là độ lệch pha theo thời gian không đổi rồi á, thì auto độ lệch pha theo không gian cũng phải không đổi luôn, thì thằng này mới giao thoa sóng được. Rồi thầy chỉ nói vậy thôi nha, thầy dừng lại chỗ này ha, không nói nữa, được chưa? Đó, thì khi độ lệch pha không gian không đổi thì độ lệch pha thời gian theo không gian cũng phải không đổi, mà độ lệch pha theo không gian không đổi thì lúc đó điểm đó là cố định, ok không? Điểm M phải cố định, phải cố định đó. Thì thay vì người ta ghi trong cái điều kiện á là đối với một điểm cố định á, đây nè, thay vì cái thằng này nè, người ta ghi là đối với một điểm M cố định á, thì bây giờ người ta ghi một cái thuật ngữ là độ lệch pha không đổi thời gian. Auto mình phải hiểu là độ lệch pha, nếu độ lệch pha không đổi thời gian thì độ lệch pha phải không đổi theo không gian, mà độ lệch pha không đổi theo không gian thì điểm nó phải cố định. Được chưa? Khó phết đấy. Được chưa? Thôi bây giờ mình nhớ một cái lưu ý cho thầy thôi, không nói nhiều nữa, nói hồi ban não chết. Hai nguồn kết hợp cùng biên độ, mọi người cứ hình dung nè, thí dụ như một cái gia đình là ra mà nó ấm êm á ha, một cái gia đình mà nó gọi là chung thủy á, thì có thể là sao, à một một cái gia đình mà ấm êm đi ha, thì có thể là có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là hai ông bà đều thay đổi hết đó, đúng không? Hai ông bà đều thay đổi luôn đó, theo thời gian luôn đó, để hòa hợp với nhau thì hạnh phúc, đúng không? Đó thì cái đó thì không giao thoa sóng được, đúng không? Giao thoa sóng được phải là y chang như cũ á, mình chỉ khảo sát những sóng mà y chang như cũ thôi, tại omega không đổi mà đó. Còn cái trường hợp thứ hai á là bả không đổi, thầy chỉ nói là bả không đổi thôi, thì auto mình cũng hiểu là ổng cũng phải sao, thì ổng mới sống chung với bả được. Ví dụ bả không đổi có nghĩa là bả cứ vậy hoài thì ổng cũng phải cứ vậy hoài, chứ nếu mà ổng tự nhiên giỏi hơn bả hay giàu hơn bả một phát, để ra là tự nhiên gia đình nó lục đục, mọi người hình dung không? Đó, vậy thì nếu mà bả giàu lên ổng cũng giàu lên, giống như Đặng Lê Nguyên Vũ đó, là ổng càng càng thông minh, còn bà kia thì càng ngày càng ăn chơi thì sao? Thì nó gọi là nó gia đình nó bị đổ vỡ, đúng không? Đó, còn nếu mà sao? Thôi nói chung là nói cho nó nghe có nhiều vải. Rồi nếu mà hai nguồn kết hợp á mà có thêm dữ kiện ha, cùng biên độ, được chưa? Cùng biên độ đó, và cùng pha, và cả cùng pha nữa, thì gọi là hai nguồn đồng bộ, được chưa? Đó thì cái cụm từ hai nguồn đồng bộ tức là sao, là hai nguồn kết hợp nhưng mà cộng thêm cái điều kiện là cùng biên độ và cùng pha, ok chưa? Cùng biên độ và cùng pha nữa, gọi là hai nguồn đồng bộ ha. Cày thế nhờ. Đó, đây là điều kiện để giao thoa được sóng cơ, hiểu chưa? Thì mọi người hiểu là nó có ba cái này thôi rồi. Thảo yêu cầu mọi người hiểu cái cuối cùng này, cuối cùng khó phết đấy. Độ lệch pha không đổi thời gian khó phết, được chưa? Đó, mình chỉ cần lưu ý giùm thầy là muốn hai nguồn kết hợp thì ngoài điều kiện của tổng hợp dao động ra là cùng phương và cùng tần số thì nó phải có độ lệch pha không đổi theo thời gian nữa. Đó, và thêm cái nữa là gì? Nếu mà nó cùng biên độ và cùng pha nữa thì người ta gọi hai nguồn kết hợp đó là hai nguồn đồng bộ. Được chưa? Rồi ok nhá. Ban cả não. Tiếp nha. Đây. Chúng ta sẽ tới LT 2003. Thì thằng này nó tên là công thức biên độ của hai nguồn cùng pha. Mọi người nhớ nha. Đây là công thức biên độ. Được chưa? Đó, biên độ này thì gọi là biên độ đại số của hai nguồn cùng pha. Được chưa? Đó, biên độ đại số của hai nguồn cùng pha. Tại vì mình chỉ khảo sát hai nguồn cùng pha thôi. Đây mọi người, trở lại với này. Thì xóa hết mấy này đi nha. Đó. Không cần quan tâm đâu. Mọi người nhìn nè.
Cái thành phần này nè mọi người, cái thành phần đằng trước này nè, nó hoàn toàn không phụ thuộc vào thời gian. Nếu mà mình so sánh với lại A cos omega t cộng đi cho phi không á, thì mọi người thấy một điều ha, cái thành phần này nó giống như biên độ vậy đó, nó hoàn toàn không phụ thuộc vào thời gian, được chưa? Đó, và mọi người nhớ dùng thầy một điều là trong cos có quyền tống dấu trừ hình dấu cộng, có quyền đổi dấu của cái cung mà không cảm thấy áy náy, được chưa? Trong cos có quyền đổi dấu của cung mà không cần phải áy náy, được chưa? Đó, thì thầy gọi cả cái cụm này mọi người, cái cụm này quan trọng. Trước khi nói thì thầy nói cho nghe trước. Rồi, để hai nguồn của mình đó mọi người ha. À là quên, để M là cực đại giao thoa. Là cực đại giao thoa. Mọi người để ý nha, thầy phân tích toán học thôi, cái này nó không có gì hết. Để M là cực đại giao thoa đó thì cái cụm 2A cos B D1 trừ D2 của mình đó mọi người, nó phải mắc hay phải min? Được chưa? Nó phải mắc hay min đây? Để M là cực đại giao thoa có nghĩa là để biên độ dao động là cực đại á, thì chỗ này phải mắc hay min? Mọi người trả lời coi, chỗ này phải mắc hay min nhỉ? Để M là cực đại giao thoa thì cái thằng mà đóng vai trò là biên độ nè, rồi cái cả cái cụm này nè, phải mắc hay min? Phải mắc hay min nhỉ? Ừ, rồi, nó luôn ha. Vậy là phải mắc, được chưa? Nếu mà thằng này mắc có nghĩa là chỉ tuyệt đối của cos của mình phải bằng mấy mọi người? Chỉ tuyệt đối cos của mình nếu mà muốn mắc thì nó phải bằng mấy? 2A là hằng số rồi đúng không ạ? Chỉ tuyệt đối cos mình mà muốn mắc á thì nó phải bằng mấy? Đúng rồi, bằng 1, được chưa? Vậy khi mà chỉ tuyệt đối của cos bằng 1 á thì có phải là sin bằng 0 không? Thầy không giải chỉ tuyệt đối bằng 1, tại vì giải chỉ tuyệt đối bằng 1 nó sẽ ra hai trường hợp, được chưa? Thì thầy chuyển thành sin bằng 0 luôn. Đố mọi người tại sao? Tại sao khi chỉ tuyệt đối cos bằng 1 thì sin lại bằng 0 vậy? Đó, cái này mới hay nè, grammar nè. Tại sao chỉ tuyệt đối của cos bằng 1 thì sin bằng 0? Tại vì sin bình còn có bình bằng mấy nha? Ê, tại vì sin bình còn có bình bằng 1, cho nên là nếu mà cos bằng 1 thì sin bằng 0. Chính xác, chuẩn đấy. Thì sin mà bằng 0 á, thì cái ruột của nó phải bằng KB, nhớ không? Sin bằng 0 thì có phải cái ruột của mình bằng KB không? Đó, tức là D1 trừ D2 của mình á, nó phải là K lambda. Hiểu không? Hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ này không? Rồi, không hiểu thì thôi. Chắc là mọi người hiểu đó, chứ sao mà không hiểu được. Nếu để M là cực tiểu giao thoa, mọi người nhớ là cực tiểu giao thoa là nó đứng yên đúng không ạ? Đó, thì chỉ đối của 2A cos quỹ này nó phải sao? Cực đại, cực tiểu, đơn giản thôi. Cực đại là mắc, cực tiểu là min đúng không ạ? Min bằng mấy mọi người? Chỉ tuyệt đối của cos mà min thì bằng mấy? 7, chỉ đối cos mà min là bằng mấy? Nhanh nào. Chỉ tuyệt đối cos mà min là bằng mấy nha? Bữa mình học rồi, chỉ tuyệt đối của một cái hàm số lượng z mà min thì bằng mấy? Ừ, bằng không nhá các bạn nhá. Đây là bằng không, hình dung chưa? Đó, bằng không. Thì sao? Thì hả, cos bằng không thì cái ruột nó bằng gì nhớ không? Cos bằng không thì ruột của nó sẽ bằng đi cho bi chia 2 cộng đi cho k bi. Nhớ này không? Không phải là k bi chia 2 nha, mà là bi chia 2 cộng cho k pi. Được chưa? Đó, về nhà coi lại giải phương trình lượng z thôi. Đó thì mình sẽ có là D1 trừ D2 của mình ha, nó sẽ bằng đi cho k cộng 0,5 lần lambda. Được chưa? Này chính là k cộng 0,5 lần pi nè, đúng không ạ? Đó, triệt tiêu pi hai vế rồi đá lên. Điều này sẽ là k cộng 0,5 lần lambda. Rồi. Bây giờ mọi người thấy được có cái gì lặp đi lặp lại mọi người. Mọi người nhìn hai cái điều kiện nè, nó có cái gì lặp đi lặp lại? Có gì lặp đi lặp lại? Mọi người nhìn hai cái điều kiện có gì lặp đi lặp lại? Quan sát thấy cái điều kiện có gì lặp đi lặp lại nhỉ? Thấy không?
quan sát thấy, được chưa? Tỷ số D1 trừ D2 chia lambda rất quan trọng. Đúng mà. Đó, tại sao rất quan trọng? Nếu mà nó nguyên thì nó là cực gì? Nếu tỷ số D1 trừ D2 chia lambda mà nguyên thì nó là cực gì nhỉ? Cực khổ à? Ừ, cực đại, mọi người thấy không à? Đó, nếu nguyên nguyên thì nó là cực đại. Còn nếu mà bán nguyên thì nó là cực gì? Bán nguyên thì là cực gì nhỉ? Ừ, cực tiểu, được chưa? Thì thầy mới đặt mọi người ha. Ở đây chỉ có thầy mới đặt thôi mọi người ha. Tỷ số D1 trừ D2 chia lambda là bậc vân giao thoa tại điểm M, được chưa? Bậc vân là D1 trừ D2 chia lambda. Hôm bữa mình nhớ bậc pha không? Bậc pha là gì? Được chưa? Bậc pha truyền sóng á, là D chia cho lambda thôi. Được chưa? Có nghĩa là lấy khoảng cách từ đó, từ hai điểm đó chia cho lambda thôi, gọi là bậc pha. Thì bậc pha mà nguyên á, thì nó là cùng pha. Bán nguyên thì nó là ngược pha. Còn không, đuôi 0,25 hoặc 0,75 á, được chưa? Phết 25, phết 75 á là vuông pha. Còn quỹ này bậc vân thì nó chỉ có hai trạng thái thôi. Nguyên cùng pha. Alo. Nguyên cực đại. Được chưa? Gọi là bậc vân nha. Đó, nguyên, bán nguyên là cực tiểu. Được chưa? Đó, vậy thì sẽ đặt nguyên cái cụm này mọi người ha. Đó, nguyên cái cụm này nè. Là KM trong dấu ngoặc là bậc vân giao thoa, đúng không ạ? Tại M. Rồi, cái đó nhớ về trước đi. Còn quỹ bên đây. Thằng quỹ bên đây á thì tí nữa thầy đặt sao mọi người ha. Thằng quỹ bên đây tí nữa thầy đặt sao. Nó gọi là bậc pha giao thoa. Bây giờ tí đặt sao. Rồi. Bây giờ ghi bây giờ thầy sẽ đánh tiếp cho mọi người cái thằng này. Nghe cho hiểu sâu nha mọi người nha. Nghe cho hiểu sâu nha. Bây giờ chứ đây, đầu tiên là công thức biên độ của hai nguồn dao động cùng pha trước. Thầy sẽ gõ cho mọi người. Không biết gõ này copy qua được không? Thử coi. Đây, thầy gửi thử gõ bản này copy qua được không? Không thì ghi thôi. Hay ghi nhỉ? Cho nó nhanh. Mà ghi đi. Được chưa? Thì nghe là mọi người. Biên độ của dao động tại M. Có gì vậy? Biên độ của dao động tại M nó sẽ bằng, đi cho biên độ đại số nha mọi người ha. Nó sẽ bằng 2A trước nè. Với A là biên độ của một cái nguồn thôi. Cos, được chưa? Mở ngoặc ra. Bậc vân tại M. Được chưa? Nhân đi cho pi. Đó, ok chưa? Rồi, người ta gọi thằng này là biên độ đại số mọi người ha. Đó, cái tên của nó thầy đã ghi ở trên rồi. Đó, và mọi người nhớ A là biên độ của một nguồn. Đây nè. A là này nè. Được chưa? A là biên độ của một nguồn thôi. Chỗ đó là chưa tăng cường đó mọi người ha. Chưa tăng cường đó. Là biên độ mỗi nguồn. Được chưa? Cái thứ hai nữa là KM. Công thức của nó là gì? Là S1M, có nghĩa là khoảng cách từ nguồn 1 cho tới M trừ đi cho khoảng cách từ nguồn 2 tới M mà nãy mình gọi là D D1 trừ D2 đó, đúng không ạ? Đó, chia cho lambda. Đó, cái bậc vân này làm rất dẻo nha mọi người. Mọi người hả? Làm theo thầy hồi nó dẻo phết luôn, đúng không ạ? Đếm số cực đại cực tiểu bao nhanh luôn, nó giống như thằng bậc pha bên kia bài toán hôm bữa đó. Đó. Giờ này gọi là bậc vân giao thoa tại M. Nhớ là đây là vân nha, chứ không phải gợn nữa nha, nó không phải là gợn, nó là vân 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 vân. Bậc vân giao thoa tại M. Bậc mây đó mọi người, bậc mây á tại M. Hình dung chưa? Đó. Ok. Và nó sẽ dẫn tới mọi người cũng nhớ là nó sẽ dẫn tới như sau. Ở gì trời? Nó sẽ dẫn tới là LT 102204 là điều kiện cực đại ha. Điều kiện cực đại của hai nguồn cùng pha. Điều kiện cực đại của hai nguồn cùng pha. Mọi người nhớ điều kiện cực đại của hai nguồn cùng pha thì cái số ở ngay cái chữ pi này nó phải là số gì không?
Số nguyên hay số bán nguyên không? Nãy mới nói xong, điều kiện cực đại thì nó phải là số gì? À, điều kiện để cực đại thì bậc vân phải là số gì? À, số nguyên. Và bậc vân phải là số nguyên, tức là D1 trừ D2 chia cho lambda phải là số nguyên. Được chưa? Hay nói cách khác, mình hay học công thức ở trên trường ở dưới dạng là gì? À, D1 trừ D2 phải là bằng K lambda, với K của mình á, là thuộc Z. Được chưa? Đó. Ok không? Ok. Rồi, tiếp. Điều kiện để hai nguồn cực tiểu của hai nguồn cùng pha nè. Điều kiện cực tiểu của hai nguồn cùng pha LT2205. Đơn giản vậy thôi. Mấy mục rồi. Đó, là gì? Là bậc vân phải là số gì mọi người? Bậc vân phải là số gì? Nhắc lại. Bậc vân chính là D1 trừ D2 chia lambda phải là số gì? Là số bán nguyên, có nghĩa là bằng K cộng 0,5 đúng không? Số nguyên cộng cho 0,5 thành số bán nguyên. Vậy thằng này nó sẽ là D1 trừ cho D2 sẽ bằng K plus đi cho 0,5 lambda. Dễ nhớ không? Đó, dạy xong hiểu dễ nhớ ngay. Và có cái bậc vân hỗ trợ nữa thì không nhớ thì chắc là hơi hơi tèo đúng không ạ? Sao vậy? Thay bình tĩnh là sao? Sao vậy? Rồi, ok chưa? À, ok. Khỏi thân. Khỏi thân chú ý thế. Rồi, bây giờ LT202206 nè. À, vậy mình sẽ nói về cái hồi nãy mà mình nhận xét á, nhưng mà chưa chưa xài đó, là khoảng cách của hai điểm, của các điểm trên đường nối nguồn. Đây nha, đó. Khoảng cách của hai điểm trên đường nối nguồn. Đầu tiên là khoảng cách của hai cái cùng tính chất. Khoảng cách của hai điểm cùng tính chất ha, cùng tính chất có nghĩa là của hai điểm cực đại hoặc là hai điểm cực tiểu đó mọi người ha, đó, hai điểm cực đại hoặc hai điểm cực tiểu đó. Đó. Được chưa? Khoảng cách của hai điểm cùng tính chất nè, và khoảng cách distance của hai cái cực đại hoặc hai cái cực tiểu á, lộn, hai cái cực đại hoặc hai cái cực tiểu đó mọi người ha, thì nó đều có cùng một công đều có cùng một cái formula, được chưa? Đều có cùng một cái formula. Và mọi người nhớ là cái highlight của cái này là gì, cái quan trọng của cái này là trên đường nối nguồn mọi người nha. À, chỉ xài trên đường nối nguồn được thôi. Đó. Các điểm này là các điểm đặc biệt là nằm trên đường nối nguồn. Tại vì những điểm mà không nằm trên đường nối nguồn á, thì mọi người nhìn nè. Ví dụ như hai cực đại đi, thì vẽ nó bằng màu màu LGBT nha. Đây, đó, nè. Hai điểm cực đại trên không phải là đường nối nguồn này thì nó cách nhau một đoạn là không, cha nó luôn rồi đúng không ạ? Liên tiếp nhau à, nó cách nhau một đoạn là không. Nhưng mà rất là hiếm là khi mà trên gì, à, trên đoạn nối nguồn mọi người ha, trên đoạn nối nguồn á, thì nó rất là rời rạc nhau. Đây, nó rời rạc nhau, đó, nó rời rạc nhau, nó rời rạc nhau, nó rời rạc nhau, nó rời rạc nhau. Đó, vậy thì nó sẽ có khoảng cách, và khoảng cách của nó sẽ là một số nguyên lần của lambda chia 2. Gần nhất là lambda chia 2, xa hơn chút là 2 lambda chia 2, xa hơn chút là 3 lambda chia 2, xa hơn chút là 4 lambda chia 2, xa hơn chút là 5 lambda chia 2, xa hơn chút là 6 hơn lambda chia 2. Vậy tổng quát là k lambda chia 2. Được chưa? Nếu hai cái cùng loại là k lambda chia 2 thôi, không cần. Không có gì phải sẵn hết. Hiểu không ạ? Được chưa? D. Bây giờ đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai. Vì máy sắp hết pin gì nghe căng thẳng vậy. Được chưa? Cái thứ hai là khoảng cách của các điểm, khoảng cách của hai điểm khác tính chất
Dạ, khác tính chất là đối tính chất nhau á, một cực đại với một cực tiểu à. Nãy tưởng thì nói thầy ai giờ nói khoa rồi. D là cực đại với lại cực tiểu, được chưa? Thì nó giống như cực tiểu với cực đại thôi, cho nên là khỏi cần ghi cái đó. Thì bây giờ mọi người nhìn nha, hồi nãy thầy có nói rồi đó, khoảng cách giữa một cực tiểu và một cực đại liên tiếp là bao nhiêu mọi người, trên đường nối nguồn nè. À, giờ hồi nãy thì nó nói là nửa của nửa lambda, đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Nó chính là bằng đi cho 0,25, đúng không ạ? Hình dung không? Đó chính là lambda chia 4 mọi người ha. Đó. Nhưng mà nếu mà tổng quát đó, thì mọi người phải ghi là k cộng đi cho 0,5 lambda chia 2. Có nghĩa là nó phải có đuôi 75 hoặc đuôi 75 hoặc đuôi 25. Được chưa? Đó thì nó mới là cực đại với cực tiểu liên tiếp, cực đại với cực tiểu trên đường nối nguồn được. Còn liên tiếp mọi người ha, liên tiếp là d min đó, thì ghi luôn đi ha, d cực đại min. D min thì k bằng mấy mọi người? Ê, d min thì k bằng mấy? Lỗ cho thầy đi, lỗ cho thầy cái địa chỉ đi. D min thì k bằng mấy? K là số nguyên ông ơi. Lạy Chúa, D min là k bằng 1. D min là k bằng 1. Nghe nha, đây là hai điểm. Hai điểm có nghĩa là tụi nó phải khác nhau. Còn nếu mà bằng 0 tức là một điểm rồi, đúng không ạ? Bằng 0 tức là trùng nhau là một điểm rồi. Ra hai điểm thì min nó sẽ là k bằng 1, nó là lambda chia 2. Hình dung chưa? Đó. Thầy hỏi cái k, còn thằng Khoa nó trả lời luôn cái số đằng trước lambda luôn. Yeah, cho nên là không khớp nhau nha. Rồi, suy ra nè. D cực tiểu là cực đại với cực tiểu mà liên tiếp, đúng không ạ? Mà liên tiếp thì nó phải là nhiêu? Thì khi k bằng 0 thôi, đúng không ạ? Khi k bằng 0 là nó sẽ min. Được chưa? Tại vì khi k bằng 0 thì khoảng cách này vẫn khác không mà, thì nó sẽ là lambda chia 4. Được không? Để thầy nói lại bằng câu nè. Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp hoặc hai cực tiểu liên tiếp trên đoạn nối nguồn, nhớ là trên đoạn nối nguồn mới được nha, thì nó chính là lambda chia 2, cùng loại là lambda chia 2. Còn khoảng cách giữa một cực đại và một cực tiểu liên tiếp, nhớ là có phải có chữ liên tiếp, trên đoạn nối nguồn chính là lambda chia 4. Hiểu không ạ? Hình dung chưa? Hình dung chưa? Dùng chưa? Ok nhá. Ok anh em nhá. Rồi bây giờ tới phần cuối nè. Phần này là phần mà thầy phải ghi lại cái phương trình kia. Bây giờ tại vì nó quan trọng quá đi. Đối với những bài khó ha. Đó, thầy cứ làm cho đủ đã, được chưa? Sau đó thì mọi người muốn bỏ cái gì, thêm cái gì, bớt cái gì thì nó là tùy vào từng người, đúng không ạ? Tùy lòng hảo tâm từng người. Đây là phương trình sóng giao thoa tại M, được chưa? Đối với hai nguồn của mình là cùng pha. Tại vì từ năm 2016 tới giờ là chúng ta chủ yếu thi hai nguồn cùng pha thôi, chả còn hai nguồn ngược pha để thi nữa, đúng không ạ? Thực ra 2014 tới giờ, đúng không? Từ lúc đó. Đó là nó đã vậy rồi. Được chưa? Rồi bây giờ mình quay lại nè. Đây. Hồi nãy thầy nói rồi. Đây, nó ảnh hưởng tới chỗ đó là vân cực đại hay cực tiểu. Cho nên thầy đặt nó là bậc vân. Được chưa? Nó là con số dính với pi. Nhìn nha. Nó là con số dính với pi, đúng không ạ? Đó, nó là một cái con số. Con số này không có đơn vị và nó dính với pi. À, thầy gọi tên nó là bậc vân, dùng để đếm cực đại cực tiểu, tại vì nó rất ảnh hưởng. Nếu thằng này là thằng này là gì ta? Nếu thằng này là số nguyên thì vân đó là vân cực đại giao thoa. Nếu thằng này là số bán nguyên thì vân đó là vân cực tiểu giao thoa, trong trường hợp giao thoa sóng hai nguồn cùng pha. Thực chất là mình khảo sát hai nguồn đồng bộ đó. Còn cái thằng này, mọi người nhìn cho thằng này nè, nó cũng có một thằng đi với bi nữa, đúng không? Và thằng này ảnh hưởng gì tới cái
mọi người, thằng này ảnh hưởng gì tới cái phương trình sống của mình, thằng đó nó đóng vai trò gì trong cái phương trình sống của mình, nó đóng vai trò gì, thằng này chính là gì? Đúng rồi, thằng này nó chính là pha ban đầu đó bạn, đúng không ạ? Đó thì thầy mới gọi nó là bậc pha giao thoa, được chưa? Cái thằng D1 cộng D2 chia lambda là bậc pha giao thoa, và thầy ghi cái phương trình sống thu bé lại chỉ vừa bằng một cô gái nè, UM nè, nó sẽ bằng 2A cos, được chưa? Bậc vân tại M nhân đi cho pi, hình dung không? Nhân đi cho cos của omega t, được chưa? Trừ đi cho bậc pha giao thoa tại M nhân đi cho pi. Đó. Được không? Rồi. Với KM là bậc vân mọi người biết rồi. KM là D1. Được chưa? Ở trừ D2 chia đi cho lambda. Chưa? Cái này là bậc vân. Và nó ảnh hưởng tới gì? À. Nó có hai cái ảnh hưởng mọi người. Nó ảnh hưởng tới chỗ đó là cực đại hay cực tiểu ha. Cực trị loại nào? Và nó còn một cái ảnh hưởng nữa, và ảnh hưởng này là ảnh hưởng của bài khó ha. À, mọi người cứ nghe cho vui thôi. Đó là ảnh hưởng đến dấu của cả cái thằng đằng sau của cả UM. Rồi chưa? Nó có khả năng làm thay đổi dấu của UM. Nếu mà nó là cực, thí dụ thầy nói là nếu mà nó là cực đại đi. Bây giờ này nó có thể là chỗ này nè, cái chỗ này nè, nó là số nguyên thì nó có thể là số 0 hoặc là số 1 hoặc là số 2 đúng không? Nếu mà nó số 0 á thì cos sẽ dương. Nếu số 1 á là cos sẽ âm. Nếu số 2 cos lại dương. Được chưa? Nếu số 3 cos lại âm. Nếu số 4 cos lại dương. Nếu số 5 cos lại âm. Đó, nó ảnh hưởng tới dấu của cả cái UM mọi người ha. Nó có thể thay đổi cục diện về dấu và nó ảnh hưởng tới pha đấy nhá. Được chưa? Rồi, bây giờ tiếp nè. KM có dấu sao trên đầu là tổng của D1 cộng D2 chia cho lambda, rất đối xứng mọi người ha. Thầy đây thầy gọi đây tên của nó là bậc pha giao thoa. Tại sao phải thêm chữ giao thoa vô? Tại vì mình có cái bậc pha trước đó mọi người ha. Cái bậc pha truyền sống á là D chia lambda thôi đó. Được chưa? Đó thì hàng này nó sẽ ảnh hưởng tới pha. Được chưa? Đó, dấu của cái ông mà. Thôi dấu cái ông mà. Cái này gọi là pha luôn đi. Nó có vai trò là đảo pha. Giờ nó có vai trò rất là ablay mọi người ha. Nó có thể đảo cái thằng pha được. Giờ nếu mà nó dấu dương thì nó giữ nguyên pha, còn dấu âm ha. Dương á thì nó sẽ hold được cái pha. Được chưa? Đó, âm thì nó sẽ bật nó sẽ đảo luôn cái pha mọi người ha. Nó sẽ change luôn cái pha luôn. Change 180 độ luôn á. Bây giờ đó. Còn bậc pha giao thoa thì nó sẽ ảnh hưởng một phần tới pha. Ok, đó. Đó, thì cái bậc vân nó cực kỳ vip pro đúng mà nó có khả năng ảnh hưởng tới pha. Mà nó chỉ có khả năng là một là giữ nguyên pha, hai là đối lại cái pha thôi. Đó, opposite lại thôi. Được chưa? Được. Opposite này thôi. Đó, một là nó giữ nguyên cái pha, hai là opposite cái pha lại. Đó. Rồi, ok chưa? Căng thẳng đấy. Không đùa đâu. Rồi, bây giờ đó là xong cái phần lý thuyết của mình luôn mọi người ha. Đó, xong cái phần lý thuyết giao thoa luôn rồi đó. Full combo rồi đó mọi người ha. Đó, chả còn gì nữa đâu mà. Đó, nhưng mà thầy muốn cho mọi người biết tại sao nó là hyperbole. Đó, bây giờ nè. Bây giờ là lúc đúng không ạ? Đây là giờ là lúc nhìn lại gì đó. Bây giờ nghe nha. Có phải là ảnh hưởng cực đại hay cực tiểu? Thì nó là D1 trừ D2 bằng một số gì đó không? Bằng một con số gì đó không? Nhức cái đầu luôn à. D1 trừ D2 nó sẽ bằng một con số gì không? Đó, mà D1 là gì? D1 là S1M trừ D2 là S2M bằng một con số gì đó. Đúng không? Đây, chúng ta có hệ trục tọa độ OXY.
Mọi người cứ nghe cái phần cuối thôi nha. Hôm sau mình làm bài tập thì nó dễ hơn nhiều mọi người ha. Đó, nhưng mà cái bài giảng lý thuyết nó phải rất là fur, nó phải rất là further, được chưa? Nó phải rất là xa và sâu thì nó mới giúp mình hiểu những cái khác được. Đó, để coi lại nữa, đúng rồi, chứ không phải là học một lần rồi hiểu đâu. Mơ, đúng rồi. Rồi thầy cho là S1 nó nằm ở đây đi. Được chưa? S2 nó nằm ở đây. Và nó đối xứng qua cái trung điểm đó. O là góc tọa độ nè. Được chưa? Thì chắc chắn là tọa độ của điểm này nó sẽ là, thầy gọi nó sẽ là trừ A đi ha, không đi. Còn đây là A không. Mọi người hình dung không? Đó. Và một chữ M bất kỳ á, một chữ M bất kỳ nó sẽ có tọa độ là x và y. Hiểu mà. Một chữ M bất kỳ nó sẽ có tọa độ x và y. Như vậy thì mọi người dễ dàng thấy được một điều là gì? À, là cái đoạn S1M này nè, nếu mà mình tính vector ra đó thì nó sẽ là x cộng đi cho a và y, đúng không? Hiểu không ta? À, S1M có nghĩa là lấy tọa độ điểm M trừ cho tọa độ điểm S1. Được chưa? S2M cũng vậy luôn, được chưa? Nó sẽ là tọa độ của điểm của điểm M trừ cho tọa độ điểm S2 thì nó sẽ có cái form là như vậy. Đó, vậy thì nếu mà mình lấy module á, là lấy S1M á, hay còn gọi là D1 trong truyền thuyết á, thì nó sẽ là căn bậc 2 của x cộng a tất cả bình cộng đi cho y bình. Bây giờ lấy module á, S2M. Sau này mọi người học hình học ODZ thì cái này gặp nhiều đúng không ạ? Bằng căn bậc 2 của x xì trừ a tất cả bình phương đó ha, cộng đi cho y bình. Được chưa? Vậy thì D1 trừ D2 của mình á, nó sẽ bằng đi cho nè, căn bậc 2 của x xì cộng cho a, thì nên gọi nó là C nha. Ừ, thì nên gọi nó là C đó. Cay thế à. Rồi kệ đi. Trừ đi cho căn bậc 2 của x trừ a tất cả bình cộng y bình đó mọi người ha, bằng một con số. Được chưa? Bằng một con số. Đó, thì bây giờ thầy mới vẽ cho mọi người coi thì nó ra cái đường gì nha. Đường vào tim em ôi băng giá nè. Được chưa? Vẽ lại cho mọi người một cái. Bây giờ thầy sẽ gọi thằng đó là một cái số, là số 2 đi cho nó dễ ha. X trừ x cộng 2 tất cả bình phương. Được chưa? Đó, xong rồi cộng đi cho y bình phương. Ok không? Trừ nè. Được chưa? Xong rồi căn bậc 2 của ngoặc ra x trừ 2. Dạ, hai cái số nó phải giống nhau tại vì nó là cộng hoặc trừ a mà. Cộng đi cho y bình phương. Ok chưa? Bằng. Thì nó bằng một con số đúng không? Thầy sẽ chọn lại một con số, số đó phải lớn hơn số 2. Nhớ là số này phải lớn hơn số 2 thì nó mới ra hình. Còn nó nhỏ hơn số 2 thì nó tèo héo luôn, đúng không ạ? Số 3. Đó, mọi người thấy không? Đây, trong toán học người ta gọi đường này là đường hyperbol. Được chưa? Thì ứng với cái điểm M đó mọi người, ứng với cái một cái đường bên đây á. Được chưa? Một cái đường bên đây nè, nó sẽ có một cái đường đối xứng với nó bên kia. Đó, nó sẽ có cái bậc quân là -1. Mọi người hình dung không? Ở bên đây thí dụ bậc quân ở đây là 1 nè. Đó. Đây là vân giao thoa bậc 1. Thì bên kia nó sẽ có vân giao thoa bậc trừ 1. Đó, thì bây giờ thầy thử nha. Đây là 1 lambda thì bên kia là trừ 1 lambda thôi. Thì bây giờ thầy thử y chang ha. Thử y chang y chang nè. Nhưng bên kia thầy không để là số 3 nữa mà để số trừ 3. Đó. Thì thầy sẽ ra cái bên hyperbol còn lại. Được chưa? Trong toán học người ta gọi cái đường mà có hiệu đường truyền không đổi như vậy đó là đường hyperbola. Đây. Để thầy chỉ cho mọi người một cái chỗ mà nó dễ nhìn nhất có thể đi. Chỗ mà mọi người điếc luôn. Tại ra đã điếc rồi. Đây mọi người nè. Trong toán học ha, the equation P đây nè. Được chưa? BF1 trừ BF2 bằng 2A. Thì đó. Có thể nhìn ở một cách khác, nhìn cái sơ đồ này, nhìn cái diagram này
Khi mà hiệu hai cái này là không đổi thì nó sẽ tạo thành một cái người ta gọi tên nó là hyperbola, đúng không? Hyperbola. Rồi vậy thôi. Đó, và những cái đường vậy là hyperbola. Còn khi mà cái nó bằng không á thì nó tạo thành đường trung trực thôi. Được chưa? Khi thằng này nó bằng không tức là nó sẽ tạo thành đường trung trực. Đây. Đó, tạo thành được cái đường thẳng nè. Đó, người ta gọi là cực đại bậc không. Ok à, cực đại bậc không. Tại vì không là số nguyên, đúng không ạ? Không là số nguyên cho nên thành nó sẽ là cực đại. Đó. Và cực đại bậc không thì nó sẽ là thành đường thẳng mọi người ha. Hyperbola nó sẽ bị suy biến thành đường thẳng. Được chưa? Rồi. Và bây giờ thầy sẽ nói cho mọi người cái ý cuối cùng là hyperbola này là hyperbola bậc 1, bậc 0 nè. Đây là vân bậc 0. Và tiếp theo ở đây là vân bậc 1. Đây là vân bậc 2, đây là vân bậc 3, đây là vân bậc 4, đây là vân bậc 5. Được chưa? Đó. Còn đây là vân bậc 0,5 nè. Mà 0,5 là số gì mọi người? 0,5, 1,5, 2,5, 3,5 là số gì mọi người? Là số gì? Số nguyên hay số bán nguyên? À, số bán nguyên, cho nên nó là cực gì? Cho nên nó là cực gì nhỉ? Cực gì nhỉ? Ừ. Đó, ta biết ha. Thì bên đây nó cũng có tương ứng đối xứng nha. Bên đây cũng có trừ 0,5 nè. Xong rồi trừ 1,5 nè. Rồi trừ 2,5 nè. Rồi trừ 3,5 nè. Được chưa? Xen kẽ ở giữa thì mình sẽ có là bậc gì? Bậc âm 1 nè, âm 2 nè, âm 3 nè, âm 4 nè. Đó, cứ như vậy mọi người ha. Rồi, ok, hết. Rồi, hôm nay học lý thuyết vậy thôi mọi người ha. Ừ, ok vậy thôi. Được chưa? Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm ở đây. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và hãy nhớ xem lại video clip nếu tìm tòi tò mò thắc mắc gì đó ha. Bye bye, see you again. Chà, hôm sau sẽ làm bài tập nha, đừng nghỉ nha. Bye bye, see you again. Yes, bye bye.